vườn cây trong biệt thự 100 tỷ của Huyền Baby, nơi chồng đại gia làm cho vợ sống ảo, Huyền Baby, Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989, vẫn luôn được biết đến là hot girl đời đầu có cuộc sống viên mãn nhất nhì làng Vbiz, hiện tại cô đã kết hôn với Quang Huy, con trai hệ thống khách sạn nổi tiếng được 10 năm và có hai em bé dễ thương. Cả gia đình đang sống trong biệt thự 100 tỷ ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, món quà Valentine 2020 mà Quang Huy dành cho vợ, đặc biệt hơn, không chỉ tặng cả căn nhà, chồng Huyền Baby còn cực kỳ chu đáo, chăm chút cho khu vườn bên trong biệt thự cho vợ sống ảo. Trên trang cá nhân, Huyền Baby nhiều lần đăng ảnh hình ảnh khu vườn ngập tràn hoa lá. Theo chia sẻ của cựu hot girl, tất cả cây cối hay chuyện chăm sóc vườn hoa đều do chồng lo lắng. Trong những dịp lễ Tết, chồng cô còn chu đáo hơn nữa, thường chọn loại hoa vợ thích, tiết lộ thêm về khu vườn, Huyền Baby cho biết lúc mới mua hoa về là khu vườn đẹp nhất. Hàng tuần đều có người làm vườn đến chăm còn hàng ngày thì hệ thống tưới nước tự động sẽ hoạt động vào buổi sáng và chiều. Cứ một thời gian khi các loại hoa tàn thì lại được thay lứa hoa mới. Nói chứ toàn ông xã mình trồng không, mình thấy đẹp nhưng chỉ sống ảo thôi à huyền baby nói ngoài ra ba mẹ chồng huyền baby cũng góp phần làm nên khu vườn tuyệt vời này cựu girl từng cho biết cây bằng lăng đại thụ là do ba mẹ chồng tặng lúc mới nhận nhà